game này tôi đánh Alita. Hello motherfucker. Game này tôi sẽ đánh Alista và tôi sẽ cắm sừng ngàn lòn nào đó. Hãy con mi kit bị cắm sừng. Con mi kit cắm sừng. Nạn khiên không được cái điểm nạn khiên bây giờ cho con Alista không hợp. Con mi kit. Đem cái này. Đem luôn cái này không ta? Đem luôn cái này. Ok. Tôi nhớ cái lần đó lớp 5 tôi chơi game Bom Online. Xong rồi tôi trốn học. Lúc mà đó là lúc Tết xong rồi, lúc mà nghỉ Tết xong rồi đi vô á, nghỉ Tết nó được cả chục ngày á. Xong rồi vào học. Xong rồi tôi trốn tiếp, tôi trốn thêm 15 ngày nữa. Là tính ra là nghỉ Tết tôi nghỉ đến tận 25 ngày. Đó, kia tôi nghỉ. Tôi cứ về tôi nói tôi đi tôi trốn học để tôi chơi nét á, tôi cứ trốn tôi nghỉ liên tục 15 ngày. Là có đợt đó là ngày năm lớp 5. Xong cái bà cô á, bà gọi điện thoại về tới nhà luôn. Bà nói ủa cháu nó bị gì mà nó không học mà nó nghỉ đến tận 2 tuần dữ vậy. Xong cái bà gọi cho ông ngoại tôi chứ không có gọi cho ba. Xong ông ngoại tôi nói ủa cháu nó đi học đồ bình thường lắm mà. Nó đâu có nghỉ ngày nào đâu. Địt con mẹ, lúc đó tôi ngồi ngay, trời ơi tôi ngồi ngay luôn. Cảm ơn Tuấn Anh nha. Rêu lớp rồi đó, rêu lớp rồi đó Tuấn Anh. Tôi nghỉ 2 tuần. Bị đánh sắp mặt lồn luôn, xong rồi tôi bị đánh. Lúc đó có bà cô, bà Can. Nhưng mà kiểu ngoại tôi cũng đánh, kiểu cũng đánh cũng bình thường à. Tại vì thương mà nên đánh cho biết thôi. Tôi trốn lên tận 2 tuần. Xong rồi đánh. Xong rồi tôi bỏ nhà đó chứ bộ. Tôi bỏ nhà rồi. Xong rồi tôi bỏ nhà xong rồi mẹ tôi đi kiếm tôi về. Cái đợt đó là tôi làm bộ. Đợt lớp 5 mà kiểu như bị đánh xong rồi mình tức quá. Mình tức quá mình bỏ nhà mình đi. Nhưng mà mình bỏ nhà đi đâu? Đi ăn lồn hay đi đâu? Đéo có tiền, đéo có bạc mình đi đâu? Xong rồi ra tiệm net cũng bỏ nhà đi đâu, ra tiệm net ngồi chơi với đâu. Hồi xưa muốn tìm tôi dễ lắm, ra tiệm net là thấy tôi à. Đó, ra ngoài đó chụp đầu về. Quất cho con cái nữa, là đợt đó bị quất 2 trận. Trốn. DCMMMM. Địt con mẹ mày. Địt con mẹ mày, đánh con bò vậy có đủ mãn nhãn chưa? Thôi bỏ không được. Lời luôn, đủ má nó hại tôi thấy không. Bụng làm mà dạ phải chịu nè. Bụng làm mà dạ phải chịu. Dạ kêu bụng về rồi mà sao đủ phỏng nó dụng bụng combo vô rồi xong thì dạ phải chịu. Đéo chết một chai bánh phở mà chết nhỏ bưng tô nè. Má cay thiệt. Con mẹ. Phạm đi đâu vậy? Lời. Phá lời mấy ông ơi. Sao mà lỗ được, đánh nói với tôi là mấy pha đó không có lỗ được. Lời. Chỗ đập quy hơi nhiều rồi đó. Nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Thôi đây. Sắp rồi mà.
Cảm ơn Tuấn Anh nha, một lần thôi, người ta dành cho những người chưa shop. Ta nói những câu mà dành cho những người chưa shop mà. Cảm ơn Tuấn Anh nha. Ủa, chết đĩ mẹ rồi mấy ông ơi. Nãy giờ máy nó lắc quá mà. Nãy giờ cái máy nó lắc quá. À đây nó chơi rồi, chơi. Combo vô úp lòng luôn, úp lòng luôn. Úp luôn. Rồi, chồng đầu heo luôn. Xin hai mạng luôn, để không phải. Súp bét súp bọt mà. Mạng là của tôi. Xin luôn á. Ăn để mà có sức để gánh tim. Nè, mày núp đúng không? Mày không núp thì thôi. Tưởng mày núp ra đó mà thấy mẹ mày. Lại rồi. Đâu phải. Con đỉ mẹ mày. Lại. Ờ giấy lại. Hút. Lại. Con tim là kiểu như là má không biết không? Mấy không biết vì sao mà tôi hạng nhì với xé thôi đúng không? Con tim nó phải gắt. Cái nát nào ra cái nát đó. Tụi trẻ mấy ba mấy má ơi, tụi trẻ mà nó đâu có hiểu chuyện đâu. Nó vẫn mặt với trước con bò mà con bò điên như tôi. Con bò điên thấy người là combo, mà nó vẫn thích chọc. Nó thích chọc bò mà. Chọc bò là có ngày mà lòi ruột. Nó ổn áp nha, nó phối hợp kiểu nó ổn áp nha. Thằng vỗ ra, thằng tán găng, thằng combo. Địch con mẹ, tụi bay phối hợp kiểu này là độ có phá sản thôi. Kiểu cái coi. Cảm ơn Tuấn Anh nha. Địch con mẹ. Cái lồng mẹ. Là chỗ mấy ba. Lời rồi. Trời ơi, đủ ăn bánh rồi, không đánh rồi. Ừ. Xin. Địt mẹ mày. Đánh con bò nó phải gắt, nó phải đỉnh chứ. Đâu phải gì không mà đánh tào lao được mấy không? Tuôn mà chết mẹ mày. Tuôn mà thấy mẹ mày luôn. Di chuyển nó quá gọi là thông minh, nó quá trời là thông minh luôn á. Di chuyển phải gọi là quá là thông minh. Hút mà chết mẹ mày, ôi đi vô bụi luôn kìa. Làm hết luôn rồi đó Kít ơi. Rồi bắn đéo lại luôn kìa. Thôi để tôi làm nha. Má pha nó không đủ mana quy. Combo đủ mana quy là giết nó rồi.
Rồi rồi rồi. Rồi dí dí luôn, dí tới luôn. Này nó thích giỡn mặt với tôi quá ta. Nó thích đứng trước mặt tôi. Nhìn nó bắn cầu sấm đẹp con mẹ nó mắc ỉa mà nó ỉa một quần luôn, ỉa mà ỉa ra quần luôn á. Ừ. Con mi kiếp làm hết. Má đánh bò nó cứ giỡn mặt với tôi. Ôi! Lời rồi, lời rồi. Ừ, giết được anh ơi nó rồi lời. Trời ơi, địch con mẹ lời nữa rồi. Trong lòng heo đó. Trời ơi, lộn giam anh, địch con mẹ mày. Trời ơi, trời thôi về. Lời rồi. Đi chỗ khác chơi đi. Má quỳ thiệt chứ. Đó, combo 3 gift nè, cho đừng có gift cho nó hết gift nó bê nhà. Lồn rồi vậy. Rồi, em ta luôn. Mẹ